30 tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Từ ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần, cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý! Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo đêm qua và ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, từ chiều tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo từ ngày mai và ngày kia, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng gia tăng, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông, dự báo do tác động của vùng áp thấp. Trên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0 đến 3,5m, biển động. Dự báo chi tiết đêm nay, ngày mai. Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất
phía Bắc từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 33 đến 36 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Kính thưa quý vị, vào khoảng 4 giờ sáng qua, khu vực sông Cái Cao, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Người dân khu vực bị sạt lở cho biết dấu hiệu sạt lở đã xuất hiện vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm kia, đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua sạt lở bắt đầu xảy ra. Đoạn sạt lở có chiều dài 300 m, ăn sâu vào đất liền 7 m. Có nơi bứt nguyên đoạn đường xuống sông, làm ảnh hưởng đến 24 căn nhà của người dân sống cặp đoạn sông này với 122 nhân khẩu. Trong đó có 2 căn nhà sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền, ấp Phú An, xã Phú An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho hay, đường sạt lở hết, không còn đường cho học sinh đi học, người dân đi chợ. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Hồ cùng với chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn đến khảo sát và chỉ đạo di rời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Lực lượng dân quân cũng đã đến hỗ trợ các hộ dân di rời tài sản. Hiện tại, khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị sạt lở với nhiều vết nứt hiện hữu. Ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân xã đã cho lực lượng ban ngành đoàn thể hỗ trợ người dân di rời đồ đạc và vận động người dân sơ tán đối với những nhà có nguy cơ sạt lở, đồng thời thực hiện thống kê nhà cửa, dọn đường xá để bà con đi lại trong thời gian trước mắt. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban Nhân dân xã Phú Đức, đến trưa ngày 9 tháng 6, sạt lở đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 2 căn nhà, buộc phải di rời ngay 6 căn nhà bị rạn nứt sân, hàng rào. Chính quyền đang hỗ trợ tháo dỡ. Ngoài ra, sạt lở còn ảnh hưởng đến 30 hectare đất vườn của người dân nơi đây. 100 mét trên tuyến này có dấu hiệu bị sạt lở tiếp. Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ đang khẩn trương đề nghị tỉnh Vĩnh Long sớm hỗ trợ để khắc phục. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết trên kênh Tin Mới của chúng tôi hôm nay đến đây xin được kết thúc. Xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tin Mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!